Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kangaroo Food sẽ chia sẻ cho các bạn một trường hợp cụ già vẫn lớn tuổi rồi nhưng mà vẫn còn ngày đêm mưu sinh bán từng miếng thịt lộn. Đó là chị cụ Nguyễn Thị Thông bán trứng vịt lộn tại số 836 đường Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Rồi buổi sáng gọi làm gì? Sáng ở nhà lặt rau, bận chuyện, cô nước rồi cho cháu. Dạ. Đây là cái nồi trứng hấp của bà cụ nè. Bán ở đây là có khó khăn gì không ngoại? Khó khăn chứ. Khó khăn là gì ngoại? Ngoại kể con nghe hả? Ngoại kể con nghe khó khăn của ngoại hả? Nhiều khi bán không đủ tiền cước. Dạ? Tiền cước. À, trả tiền đó hả? Nợ đó hả ngoại? Trời đang mây mù mưa nè ngoại. Ngoại thấy tấm bạc ra rồi che đỡ lên cái phần đựng trứng và những cái bánh tráng, nó còn ngoài không lớn lớn tuổi rồi nhưng mà còn phải kiếm từng đồng bán từng cái trứng vịt lộn để mưu sinh. Riêng bản thân ngoại thì ngoại nấp vào cái hiên nhà bên cạnh để nấp mưa, và khi nào hết mưa thì ngoại ra là bán bình thường. Rất là ngoại rất là thương. Ngoài lấy cái dù ra nó ướt hả? Ướt không phải, che bột đấy. Dạ.
cái bàn cái ghế thấp lấy cái dù che thân mình cái đông mưa nó tạt vào, còn cái trứng thì ngoài đã tủ cái bàn lên rồi nên không có ướt. Trời mưa ngoài bán rất là tội, nếu mà nắng thì không sao, nắng thì ngoài rất là khỏe và bán ngồi không bị ướt, còn mưa thì ngoài đây nó nhìn cái bàn thấy ông rất là thương. Nên ai có đi ngang qua trên con đường Trần Hưng Đạo quận 5 ở địa chỉ là 836 thì ghé ăn được thức cho bà cụ nha, một trứng cũng được. Bà cụ bán từ 2 giờ chiều cho đến tối, hàng ngày chỉ lấy 4-50 trứng đấy, thịt lợn thôi, không dám lấy nhiều là vì cũng không có lấy tiền, không có tiền nhiều, và cũng khách cũng ăn lay rai, nhiều lúc thì bà cụ còn dư lại bán rẻ cho những người hàng xóm ăn nữa. Đi lấy mấy chục trứng rồi. Nay lấy 50 trứng. Dạ. Giờ có ngoại còn hay bị tình trạng lục mà bẻ trứng không? Có. Nhiều ít. Ngoại ngoài lớn tuổi rồi nên là nhiều lúc lục không có nhớ, nhưng mà để trứng lâu chưa? Quá. Bị bẻ trứng. Đây ngoại đã 78 tuổi rồi mà vẫn còn ra ngoài đường để mưu sinh, bán từng cái trứng vịt lộn để kiếm sống tiền qua ngày. Ngoài ngoài bán là bao nhiêu lâu rồi ngoài ha? 5 năm. Tại sao ngoài phải ra đây bán? Bán 3 năm rồi, đến năm nay. Rồi tại sao ngoài phải ra đây bán ngoại? Hoàn cảnh khó khăn. Con cái ngoài đâu? Con cái nữa đâu, con cái nó. Trước kia là ngoại bán gì ngoại? Ở đó thì chú có cùng đồng ai ở trong nhà trường. Trong trường rồi ông xã làm áo. Ngoại ra trường. Ra ngoại. Ra ngoại bán tay tay. Giờ thấy bán ế quá sao ngoại vậy? Này ngoại bán đâu có bóng điện gì đâu ngoại ha. Ban đêm là ông chủ nhà là ông chân. Còn ban đêm là sao ngoại thấy đường ngoại bán ngoại? Đạp đèn đèn đường á. Lại dưới bên đây nó mở cho cái bóng đèn nữa. Dạ. Thấy ngoại tối tối cái ông bán bóng đèn. Đó. Ngoài bán một trứng bao nhiêu? Trứng lớn thì ngoại lấy trứng lớn thì bán 8.000, trứng nhỏ thì ngoại bán 7.000. Hàng ngày ngoại bán từ mấy giờ hả? Hôm nay bán từ 4 giờ đến 6 giờ. Này không có tiền lấy nhiều à ngoại? Không trứng đâu. Hồi xưa giờ có một vị khách nào mà mua cho ngoại nhiều nhất là bao nhiêu trứng? Ba chục trứng mà lục rồi à ngoại? Rồi. Năm trứng. Mới đánh về. Dạ. Có anh chàng đó ngồi mừng nó chờ. Rồi công ty là dặn được 30 trứng. Mới về. Còn thấy trời mù hay lỡ nó mưa sao ngoại? Mưa mà có cái tấm này nè. Mà chùm vô. Chùm cái vô cái mấy cái này để cho nó đỡ ướt. Rồi ngoại nấp vô hiên nhà người ta. Chùm vô ngoại lấy kẹp đó. Yeah.
À, là cái vườn mới đây. Cái là hết mưa là ra bán lại rồi. À, cũng tội, loại đây là bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 41 á. 78 rồi. 78 tuổi. À, hai gì tới tay nữa là 79. Nhà ngoài gần đây không? Gần ở trong hẻm trong. À, ngoài bán trước cái địa chỉ là 836 đường Trần Hưng Đạo, phường 7 quận 5. Đây. Có khách bán cho được để có tiền mình trả nợ vậy thôi. Dạ. Chứ giờ biết nói gì giờ. Ngoại thiếu nhiều bạo đâu ngoại khai anh đây. Ngoại đang nợ nhiêu nhiều không, mấy chục không? Ba mấy. À? Dạ. Thì ai có đi ngang qua con đường Trần Hưng Đạo, quận 5 thì ghé ông hộ cụ bà bán cái từng trứng vịt lộn để mưu sinh. Nhìn ngoại rất là thương, tuổi như ngoại đáng lẽ là nhà chơi với con cháu, hưởng tuổi già nhưng mà ngoại lại ra đường bán từng cái trứng vịt lộn là nhìn ngoại rất là thương. Như khi mà thiếu nợ về tối mình nằm đi mình suy nghĩ ngủ được. Dạ, tại vì mình lo không biết làm sao để có tiền rồi. Mình lo sao có tiền để trả người ta. Dạ. Sợ mình già để người ta nó nặng nó nhẹ mình cũng khổ. À, con ngoại có bao nhiêu người con? Có ba trai ba gái, mà đứa nào cũng nghèo thì nghèo. À, cũng nghèo và tự lo cho bản thân, không có giúp đỡ ngoài được nhiều. Không có lo được gì, ví dụ cô một đứa còn vậy thôi. Dạ. Rồi bây giờ ngoại bán đây là ngoại chỉ kiếm tiền để mà có tiền để mà góp sắp hết lại. Giờ mình già đâu có làm gì ra tiền. Dạ. Rồi bán bữa nào không nắng lên thì mừng, bữa nào mưa cái con thấy gì nè đó. À, ai muốn mua cái dù, mua cái dù. Dạ, cái vườn giờ 400-500 ngàn chứ đâu có. Dạ. Ông già, ông thấy nha, ông cho mượn cái vườn. Vườn ngoài chùm lên vậy đó. Lấy cái kẹp kẹp lại, cái ngồi sát vô trong này. À, con cũng mong muốn cho ngoài có nhiều sức khỏe nè. Ngoài ăn uống cho nó khỏe được đó. Khỏe vậy. Dạ, mình muốn buôn bán để mình kiếm được chút đồng để mình trang trải cuộc sống. Dạ. Người xe chạy xe ôm rồi hay ăn của ngoại hả? Cái người ta chạy xe Grab rồi đó. Dạ. Người ta lợi người ta bằng má. À, kêu ngoại bằng má. Dạ, người thân vậy. Dạ. Cái ai cũng thấy ngoại lớn tuổi rồi mà bị buôn bán ở đường, ai mà không thương. Dạ. Ở lên giờ khi mình mới mình là ra đường sống cũng nhờ chị em con cháu. Dạ. Nó cũng biết thương mình, rồi nó kêu má má vậy, cũng đông lắm. Dạ. Giờ nó chạy xe cái chiều nó tấp được về, nó vô nó hỏi sao má bán được không, đứa nào má bán được không, nên mai bán ế. Cái mà ế thiệt cái em nó lại thôi ăn hai chín đứa ăn hai chín. An toàn mấy thôi. Có khi nào mà ngoại bán không hết không? Không hết cũng phải ráng rồi cho hết. Đem ngày... vô ăn hết vốn ra. Dạ. Còn nghe nói có anh hồi nãy nói là nếu mà không bán hết thì ngoại cho mấy người trong xóm mà ăn mà người ta ngoại lấy tiền vốn lại thôi đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chẳng hạn không bảo vệ đặng
thấy ông cũng mần cực khổ nghèo, ổng cũng cho ngoại mượn dù, cho ngoại mượn cái này cái kia, rồi ông phụ dọn dùm cho ngoại bán vốn lời chào mấy người đang lớn tuổi đó. Thành ra tại mình bệnh lỗ vốn rồi trời lấy cái vốn lại kiếm giờ đem vô nhà bỏ sao ăn, đâu có ai ăn cho hết. Nhiều khi còn 5, 6, 9, 7, 9 không dình. Rồi vì sao mà gọi hay luộc trứng bị bể vậy? Nó sôi quá con. Sôi quá ngoại không có kiểm soát được hả? Đi ngoại nhiều khi ngoại ngồi đây nè, ngoại không để ý. Trứng sôi ụt như nhà đẩy cái nắp lại. Tới chừng đã lạc rồi dở ra, phun 2, 3, 9, 3, 4. Ôi trời. Cô thấy vừa cô cũng bà ngoại bán cái trứng vịt lộn đó sao tối một mình bán vậy? Một mình bán là nói chung ngoại mùa này bán ế lắm, bạn cảm được như trứng đâu. Từ giờ mà tới 10 giờ rưỡi, nếu mà nhiều lắm được 30 trứng. Ế. Hả? Em nghe ngoài nói là anh cũng hay giúp đỡ ngoài mà. Đó, dù của tôi cứ mưa là tôi cũng đưa cho ngoại. Rồi từ cái nhúm lửa vậy tôi cũng phụ. Cứ 2 giờ ngoại dọn ra mà không có người phụ rồi tôi phụ. Nhưng mà che nắng che mưa rồi tôi cũng đưa cho mắc mưa. Nói chung ra cuộc sống ngoại cũng eo hẹp, tại vì đó là thứ nợ nào giờ á cũng nay cũng mười mấy chục năm rồi ngoại làm nè, đi bán vậy là góp khách cho người ta, mình chưa trả tiền người ta tâm khổ, ngày nào mà không bán rồi đó thì người ta đi đòi tiền không có. Tôi thấy quả như ngồi bà già tôi vậy là thương rồi, có gì giúp đỡ được thì giúp chứ ngoài khả năng của mình không giúp được thì thôi. Dạ, cảm ơn anh.